Thời điểm mới vào nghề, Triệu Lộ Tư bị đánh giá là có vóc dáng mũm mĩm hơn so với các sao nữ showbiz khác. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khán giả nhận ra mỹ nữ xuyên không đã gia nhập hội những sao nữ sở hữu vóc dáng mỏng như giấy. Tại sao diễn Versace nằm trong khuôn khổ Milan Fashion Week 2024, Triệu Lộ Tư thu hút mọi ánh nhìn với phong cách nữ tính dịu dàng nhưng vẫn không kém phần sang trọng thanh lịch. Mỹ nhân xứ Trung diện mẫu đậm họa tiết tông màu pastel của Versace, điểm nhấn cut out cùng kiểu dáng ôm sát giúp cô khoe trọn thân hình thon gọn cùng tấm lưng nụt nà quyến rũ. Nữ diễn viên lựa chọn phụ kiện tông sực tông để hoàn thiện set đồ của mình. Triệu Lộ Tư ghi điểm với visual ngọt ngào trong trẻo với layout makeup nhẹ nhàng cùng kiểu tóc buộc xước nữ tính. Qua ống kính Getty Images, nàng đại sứ vẫn nhận được nhiều lời khen có cánh với làn da trắng sáng, tuy nhiên biểu cảm có phần kém tươi tắn rạng rỡ. Tuy nhiên, khác với những hình ảnh đã được chỉnh kỹ lưỡng trước đó, mới đây một đoạn video ngắn bắt trọn body mỏng dính của cô nàng được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Thiên qua đường vẫn không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nàng tiểu hòa, nhất là trong thời điểm cô đang phải chạy job liên tục. Bên cạnh những bình luận ca ngợi vẻ đẹp của mỹ nhân 9X, không ít người cho rằng Triệu Lộ Tư đã gầy đến độ làm mất đi đường cong quyến rũ, cả ba vòng gần như bằng nhau, đồng thời khuyên cô nên lắng nghe cơ thể nhiều hơn và chú trọng vấn đề dinh dưỡng. Nữ diễn viên sinh năm 1998 từng chia sẻ trong một chương trình rằng để có thể giảm cân thành công, cô đã cố gắng trong thời gian gần 3 năm với việc quản lý thực đơn ăn uống hàng ngày và không ngừng áp dụng các bài tập giảm cân, kiểm soát cân nặng khắc khe. Thời điểm trước khi đạt được vóc dáng mong muốn, có lúc Triệu Lộ Tư nặng đến 56kg. Theo Sina, Triệu Lộ Tư được đánh giá là một nữ nghệ sĩ thông minh và tham vọng. Cô luôn biết gây chú ý khiến tên tuổi của mình không thiếu độ hot. Đồng thời, nữ diễn viên cũng là người luôn có sự đầu tư vào hình ảnh thời trang để tạo thiện cảm cho khán giả, đặc biệt là khán giả nữ. Tuy nhiên, cũng vì cố xây dựng hình tượng mỹ nữ thời thượng, nên Triệu Lộ Tư thường cố ý chỉnh sửa hình ảnh quá mức, để rồi khi khán giả gặp cô ngoài đời thì thường thất vọng hoặc bất ngờ. Trước đó, một số khán giả đã gặp Triệu Lộ Tư trong hậu trường quay phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng và bất ngờ với thân hình nhỏ bé của nữ diễn viên. Triệu Lộ Tư từng tiết lộ cô đã giảm khoảng 3-4kg để phù hợp với nhiều tạo hình trong phim hơn. Do đó, nữ diễn viên thực tế không nặng tới 40kg. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư không cao. Trong hồ sơ giới thiệu, cô cao 1m61. Nhưng nhiều khán giả đã gặp gỡ nữ diễn viên cho rằng Triệu Lộ Tư chỉ cao khoảng 1m55. Đôi chân của Triệu Lộ Tư cũng không thẳng dài 1m7 như trong loạt hình ảnh nữ diễn viên đăng tải, mà trông khá bình thường. Nhiều khán giả bình luận, ngoài đời Triệu Lộ Tư quá gầy, tỷ lệ cơ thể không cân đối nên không có khí chất đại minh tinh tỏa sáng như các nữ nghệ sĩ khác. Về dự án Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của tác giả Trương Duyệt Nhiên. Nữ chính hướng nghiêng Triệu Lộ Tư không hòa thuận với gia đình, vì thế cô đã trưởng thành bên cạnh bà ngoại. Với tính cách không chịu khuất phục, cô được nhận vào một trường đại học trọng điểm. Sau đó hướng nghiêng cố gắng làm việc, bám trụ lại thành phố lớn. Sau này hướng nghiêng kết hôn với chàng trai tài năng xuất chúng Thẩm Hạo Minh, Trần Vĩ Đình, nhưng vì xuất thân của mình, cô luôn cảm thấy tự ti. Cả hai nảy sinh sự khác biệt trong suy nghĩ và dần dần tạo ra những rào cản. Cuối cùng họ đã mỗi người một ngã. Sau khi ly hôn, Hứa Nghiên lại đối mặt với khó khăn bị mất việc, nhưng cô nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình, mở ra một hướng đi mới trong sự nghiệp.